Xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Sáng hôm nay thì gia đình Mai sẽ đi quay lại nhà hàng Phở Hà để ăn sáng. Hôm nay thì Ngân nó vẫn còn ở nhà bạn của nó ha, nên chỉ có Mai với ông xã với Lê Xí Muội đi thôi. Sau đó thì Mai sẽ ghé để lấy lịch văn tay của Xí Muội đó. Thì Mai có nhờ anh Triết làm giùm Mai hôm bữa. Thì vì sao mà Mai cần lấy cái này? Mai muốn con gái của Mai nó có cái tờ Certificate of Naturalization là cái giấy chứng nhận quốc tịch đó cô chú anh chị ha. Mai muốn con gái Mai nó có cái đó. Còn nếu mà bây giờ thì nó không cần cái đó cũng được. Nếu mà mình không có làm cái giấy quốc tịch đó thì mình không có tốn 1,000 một bé. Nhưng mà Mai muốn con gái Mai nó làm cái đó luôn. Mình có thể trực tiếp mình làm hộ chiếu luôn cũng được. Bởi vì bây giờ Mai là quốc tịch Mỹ thì con của Mai nó sẽ được theo quốc tịch của Mai, không cần phải làm cái giấy đó. Nó đứng được thừa nhận là công nhân của Mỹ ha cô chú anh chị. Nhưng mà Mai vẫn muốn làm cái giấy đó cho nó, nên là tốn hết 2,000 hai đứa đó. Hôm nay thì đã có lịch văn tay là ngày 8 tháng 3 cô chú anh chị. Thì sẵn tiện là mình đi xuống dưới đó, mình ăn sáng rồi mình đi lấy đó, rồi mình lấy cái giấy đó, cái lịch văn tay đó, rồi mình đi chợ Việt Nam để mình mua gạo luôn. Bởi vì hiện tại thì nhà máy không còn một hộp gạo nào luôn cô chú anh chị. We're so poor honey. No rice. Đó, Mai kể ông xã Mai nghe là so sad. Ông khóc. Là khi mà mình không có còn gạo á, là người Việt Nam của mình hay nói là nghèo á. Tại vì hồi xưa đó là Mai còn nhỏ là hay hàng xóm như khi có nhiều người đi mượn gạo á thì người ta nói là nghèo là phải đi mượn gạo ha. Nhà mình còn gạo là nhà mình giàu rồi. Nhà Mai đã không còn một hộp gạo nào luôn. Nói giỡn vậy thôi chứ thời buổi này cũng ăn gạo ăn cơm rất là ít ha, nên thành ra cũng một bao gạo nhà Mai ăn được mấy tháng trời rất là lâu. Và Xí Muội hồi sáng á thì cho thức dậy chồng Mai thì drop ở trên cái Google Alexa đó cô chú anh chị, hỏi là Xí Muội ơi con xong chưa, ba mẹ đang đợi con. Biết nói trên lầu nói xong cô chú anh chị. Yeah, I don't know what to wear. Ôi, ông xã Mai hiểu tiếng Việt, Mai kể đâu là hiểu đó nha cô chú anh chị, là ngồi nói luôn. Con không biết mặc cái gì hết. Anh vừa liệu ông xã Mai nói trời nghe cái này quen quá, giống như cái người nào mà anh từng biết. Ông nói Mai á cô chú anh chị. Đúng là ba phụ nữ mình là bao nhiêu quần áo cũng không bao giờ là đủ ha. Thì nói vòng vòng nhảm nhảm thì hôm nay xin mời cả nhà cùng với Mai đi ăn sáng quay lại nhà hàng Phở Gà Phở Hà Sài Gòn ha. Thì hôm nay Mai sẽ ăn món gì thì mọi người cũng sẽ biết cái món mà Mai thích nhất ở nhà hàng Phở Gà Sài Gòn này, Phở Hà Sài Gòn này, đó chính là cái món bánh hỏi chảo tôm của chính chị. Thật ra một cái món ngon khác đó chính là cái món ba vị ở Phở Hà Sài Gòn, có món ba vị khá là ngon. Mai thích cái món hồi xưa thì mọi người nói là cái món ba vị ở nhà hàng Nam Phương ở South Philadelphia ngon hơn, nhưng mà bản thân Mai thì Mai lại thích cái món ba vị ở Phở Hà Sài Gòn này hơn. Ba vị là cái món cuốn bao gồm có thịt nướng cuốn nè, không có nem nướng nè, rồi bò lá lốt với lại bánh hỏi chảo tôm cuốn nha cô chú anh chị ha. Nhưng mà Mai thấy cái đó nó nhiều quá, một phần đó là 30+ đồng á, là hai người ăn mới hết. Mà những cái món giống như là nem nướng hay là cái bò lá lốt thì Mai không có được thích. Mai thích cái chảo tôm nhất, thì do đó hôm nay Mai sẽ đi Mai order cái bánh hỏi chảo tôm thì ăn vừa một người ăn ha. Đó, và Mai sẽ order phần bún mắm mang về. Lâu lắm rồi Mai không có ăn ở đây, bún mắm ở đây thì không có phải là quá xuất sắc. Mai không có thích những cái phần topping của nó. Ví dụ như cái mực với cái tôm, nó chỉ có duy nhất mực tôm với thịt thôi cô chú anh chị. Nhưng mà Mai thích là thích cái nước mắm của nó. Tại vì nó thấy Mai thấy nó đậm đà và nó thơm, chứ nó không có bị hôi ha. Cái bún mắm ở đây nó có hương vị mắm đặc trưng. Mai cũng khá thích món bún mắm ở đây theo cái quan điểm của Mai. Nhưng mà không phải ai cũng thích, nhưng mà bún mắm đi ăn được cả nhà. Không phải là quá xuất sắc nhưng mà ăn cũng được. Thì thường là Mai tới đây Mai sẽ order bún mắm mang về. Thì xin mời cả nhà đi cùng với gia đình Mai hôm nay đi chợ ha. Đây Mai tới quán Phở Hà Sài Gòn quen thuộc mà lâu lắm rồi không có ăn cô chú anh chị ha. Đó, Phở Hà Sài Gòn. Một điểm đặc biệt ở đây rất là hay, đó là trên cái bảng hiệu của Phở Hà Sài Gòn rất là nhiều tổ chim cô chú anh chị thấy không? Rất là nhiều tổ chim, mọi người thấy rơm cho nó không? Việt Nam mình mà tâm niệm là đất lành chim đậu đó nha. Nếu mà ai mà tin phong thủy hay là tin gì đó mê tín thì chắc là người ta sẽ nói đúng là mà cái quán này làm ăn rất là ăn nên làm ra của chú nhị, tại ở trong này lúc nào cũng đông hết. Đó, đất lành chim đậu mà đất không lành tay nhậu luôn chim nhé. What the hell? Vô con, mày nói giỡn cả nhà nha. Đây nhà hàng Phở Gà, Phở Hà Sài Gòn, cứ nói Phở Gà hoài. Phở Hà Sài Gòn này thì được cái nó sạch sẽ rộng rãi của chú chị.
ít cái nhà hàng Việt Nam nào mà thấy nhìn nó khang trang như vậy ha. Đây địa chỉ của quán đây. Đây cái chén chị cái món bánh hỏi chợ tôm này họ mang cho mình cái bánh tráng cuốn với nước rất là nóng ha. Đây là hủ tiếu khô của xí muội nó, nhưng mà nó lại không ăn khô, của chính chị nó ăn chung với cái nước này nè, thì mai phải lấy để mày để ra đây cho nó. Khổ lắm, ăn cái hơi kỳ chút xíu ha, gọi hủ tiếu khô nhưng mà ăn với lại nước. Rồi ông xã Mai thì ăn phở tái bình thường thôi, còn đây là món bánh hỏi chợ tôm của Mai, nhìn hấp dẫn không cả nhà, quá trời ngon ha. Thì Mai gọi thêm cái món thịt nướng này để chút Mai cuốn á, cũng thấy cũng hấp dẫn ha. Còn cái này chắc là mang về rồi nè, xí muội và ăn chảo tôm nha, xí muội với Ngân rất là thích ăn chảo tôm ở đây nên mẹ gọi thêm thịt nướng để cuốn vô, chứ hai đứa nó ăn một hơi là cũng sạch trơn à, hấp dẫn quá. Looks so good honey, looks yummy right, this one so good, try it. Well, thank you. Quá trời ngon, quá trời ngon. Đó, đây có nước dừa của Mai đây, này hấp dẫn cả nhà, này mẹ cuốn dòng xả Mai ha. Thank you honey. Yes, help. And this is the fish sauce, honey. Oh, thank goodness. Hey, can you move the napkin away? Please give him. Này có chính chị gia đình Mai thì ăn xong rồi nha. Hôm nay xí muội cũng ăn hết cái tô bún của xí muội, hủ tiếu của xí muội. Ông xã Mai ăn sạch tô phở với ăn hai cái cuốn mà Mai cuốn cho ông xã Mai. Còn cái này là phần mang về nè. Một nửa cái tô hủ tiếu khô mang về ha. Mai có thể thịt thì còn nhiều lắm nhưng mà hủ tiếu thì hết rồi, Mai sẽ về nếu mà lấy thêm hủ tiếu Mai trộn thêm hủ tiếu. Còn cái nước đó thì Mai trộn hủ tiếu khô cho Ngân ha. Còn cái này là cái bánh hỏi mà Mai vẫn còn ăn chưa hết, vẫn còn chảo tôm với vẫn còn thịt nướng đó. What kind of guys you hang out with a woman and ask a woman pay the bill? Well, you were back there asking for a box, so I thought maybe you paid the bill. No, gentlemen have to pay the bill. Ông xã Mai hỏi Mai trả tiền chưa, lại lúc nãy Mai đi ra Mai xin hai cái hộp với lại cái bịch á. Cái Mai mới hỏi chứ, ủa đàn ông lịch sự là phải trả tiền, sao hỏi phụ nữ trả tiền. Đây bây giờ thì Mai đi qua bên cái chỗ anh Triết để Mai lấy hồ sơ, lấy giấy tờ mà lấy hẹn, cái giấy hẹn đi lăn tay á cô chú chị. Đây Mai tới nè cô chú anh chị, mà Mai nhìn thấy cái vườn rau của cái chị này, chị trồng thấy ham quá trời, cà chua của chị tốt dễ sợ không, tốt. Cà chua của Mai cũng tốt giống cà chua của chị ha, nhưng mà cà chua của Mai nó bị qua nhiều cái đợt nó hư heo gì ăn á, nên nó không có được tốt giống như chị. Trời cà chua của chị nè, nhìn ham không, bạc hà nè cô chú anh chị. Ôi đâu dền rồi ớt nè ha, đâu lan nè, wow, bí biệt gì nè, bí bao ngộ, nó tốt dễ sợ luôn cô chú anh chị. Bí bầu gì nè, nó tốt. Đâu đây nè. Trời chị này chỉ trồng đủ thứ, hành, ngò, tía tô, đỏ, trời ơi. Nó tốt, phải nói là tốt mơn mởn luôn cả nhà ơi. Wow, đây nè. Cái vàng bầu bí gì của chị nè. Ủa chị dựng lên đây rồi, như vậy rồi nó bơi tới đây rồi thôi sao trời. Sao mà chị trồng tốt dữ vậy, cả dưa leo, cái này là dưa leo nè. Mai không ngờ luôn á nha. Mai nhìn mà thấy ham thiệt luôn á. Trời ơi, cái khu vườn này không biết bao nhiêu là công sức của người ta nha. Wow, nghe là dâu tây ha. Quá trời trời luôn. Chị trồng cây này chị đúng thiệt luôn Mai, ngưỡng mộ chị quá đi thôi à. Đúng thiệt, có cây cái tốt dễ sợ. Anh Triết ơi. Hai chị Hương, khỏe không? Trên đây sao đẹp dữ vậy? Trời ơi đẹp quá, anh Triết đâu rồi? Vậy hả, em lấy đồ thôi, em lấy cái tờ. Trời ơi, này đẹp trái quá. Trời ơi, nó nhìn trẻ trung quá. Vườn rau xóm vậy chị. Trời ơi, cái vườn rau của chị trên này trồng tốt, ơi là tốt luôn. Em nhìn ngưỡng mộ quá. Ở nhà chị trồng không lên cây à. Cây lớn không lên được cái tại cái tàn nó ánh ở trên là... Nhiều bóng râm quá đúng không? Ừ. Cái chị này chị trồng đẹp quá trời luôn. Trời ơi, này đẹp gái nè, trời ơi, vòng toàn ten nè. Trời ơi, cô cũ mà, 10-20 năm trước mà chịu mua gì hết, nó dạo này hết. Vậy hả, thấy khỏe không? Khỏe, đi exercise tối nay ạ. Trời, vậy là khỏe rồi. Ừ, rồng trầm hương đúng không chị, em coi coi. Trầm hương của Việt Nam. Giờ thấy có mốt này ha. 500 mấy cái đó hả? Có thơm không, đeo có thơm không? Thơm hả, cho em hửi cái coi. Mùi thấy thôi, mùi trầm á. Ừ,
hơi hơi có mùi giống như mùi của gỗ ha. Trong gỗ mà. Giờ em thấy cái mốt người ta đeo ở đó nhiều á. Chứ ở đây mua thì nhiều khi nó nhựa thì nó cũng không sao. À đúng rồi, mà cái này Việt Nam qua chứ đây làm gì có. Ừ, Việt Nam mua. Mua người ta hồi tháng 11 chị đi á, chị mua. Ủa vậy hả? Vừa mới về Việt Nam hả? Không, năm ngoái 11. À, năm ngoái. À, đi Úc nữa hả? Ừ. Xuống ta trời, cánh tỷ. Ơi, ở đâu? Sydney. Sydney hả? Dạ. Yeah. Úc về Việt Nam có mấy tiếng hả? 8 tiếng. Ừ. Thôi, vòng vòng đi chơi thôi. Em cũng muốn đi Úc nhưng mà chưa có cơ hội. Ừ. Về Việt Nam xong đi Úc. Tại vì em gái của em nó ở Úc. Ờ, thì về chơi nó đi qua đôi Mỹ vậy. Trăng phơ một cái vườn nước Asian nào đó xong rồi từ đó mới đi Úc được. Ồ vậy hả? Ờ, là Úc nó về Việt Nam như cơm bữa vậy á. Có 8 tiếng hả? Ờ, cái... thứ 6 nó về phải không? Nhật nó qua là thứ 2 làm nó chơi vậy đó. Ừ. Không à? Đúng rồi, có 8 tiếng à. Em gái em nó bay có 8 tiếng à. Còn mình trời ơi, ngủ còn vậy. Hai mấy tiếng luôn á. Ừ, ngủ. Trăng phơ kiểu đó, hai đỡ nhức đầu. Ngủ thức dậy vẫn còn trên máy bay. Chứ về Việt Nam sao mà phải trăng phơ một cái nước nào xong mới về Việt Nam. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi. Dài xong đi nổi, mình đuối. Đi mà muốn ngục luôn, à. Chơi. Để em vô em xin nào ok. Em nó đẹp, được càng ngày đẹp ra nha. Trời ơi, cảm ơn chị. Anh Triết ơi. Hello anh chị. Nay mặc áo đẹp vậy? Ai nay mặc áo đẹp vậy? Dạ đúng rồi đó. Rồi cho em xin tờ giấy đó đi. Xin cái tờ giấy thôi. Ghê thiệt. Nay trẻ dữ ha. Ok, dẫn đi con lăn tay nha. Ok, ủa lăn tay xong rồi đi tuyên thệ giống như mình vậy hả anh Trí? Thì lăn tay nó cũng tuyên thệ chứ. À. Châu Hoàng Ngân. Có bé lên tay chưa? Bây giờ đi nè chị. Ờ, à, đi đi. Chưa. Ờ, lấy giấy. Lấy giấy, lấy giấy. Bây giờ lấy giấy. 38. 38, ok, cảm ơn anh. Rồi, 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 cho đi, lấy 2 nó nhảm hả? Bye anh Triết. Bye chị, cảm ơn chị. Trời ơi. Thật ra thì nói chung là cũng... Mai cũng không quen mấy người này đâu nhưng mà riết thành quen á cô chú anh chị. Đi tiếp xúc riết thành quen. Hôm nay thì cái giấy này để đi lăn tay nè. Hai đứa nhỏ Mai nó chuẩn bị để đi lăn tay. Đây cô chú anh chị, 8 giờ sáng ngày 8 tháng 3 là Ngân với Xí Muội sẽ có mặt ở cái chỗ kia để đi lăn tay cô chú anh chị. Lăn tay xong thì họ sẽ gửi giấy hẹn cho mình đi tuyên thệ giống như Mai vậy đó. Thì đây là cũng là một cái bước ngoặt rất là lớn trong cuộc đời của hai đứa nhỏ ha. Sẽ chính thức có quốc tịch Mỹ, được công nhận là công dân Mỹ. Và hai đứa nó sẽ đổi tên luôn cô chú anh chị, đổi qua thành tên tiếng Anh nữa mới ghê. Thật sự ra thì mọi người nói là tại sao không giữ tên tiếng Việt cho con, thì Mai cũng sẽ giải thích một chút xíu. Vì mình nó sống ở xã hội Mỹ thì cái tên tiếng Việt nhiều khi mình đọc nó không được á. Thì nhiều khi đi khám bệnh nhiều khi nhiều người y tá mỗi người đọc một kiểu đọc không có đúng. Thì Mai nghĩ là cái tên tiếng Anh nó sẽ làm cho tụi nó cũng tự tin hơn, nó cũng thấy dễ hòa nhập hơn. Nên Mai cũng chấp nhận cho tụi nó đổi tên. Chứ không có gì hết, ở nhà thì mình gọi nó tên gì chả được ha. Còn ra đường trên giấy tờ thì mình chấp nhận cho nó đổi tên cho nó dễ hòa nhập hơn. Ê cô chú anh chị ơi, ở đây họ bán rất là nhiều cây giống nè. Mai sẽ đi vô Mai tìm mua cây giống trồng trên vườn nhà Mai luôn ha. Tại vì họ cũng sẽ đóng cửa. Đây ở đây họ bán quá cho nhiều cây giống cây chanh nè. Hay hay chị. Ồ, hôm nay chị không có đi làm hả? Bữa nay nhà hàng đóng cửa. Ủa vậy hả? Đóng tuần. Thằng Chi đây đẹp quá vậy. Đóng sao đóng một tuần vậy? Hàng chiên sáng nè. May quá không có vô ăn hủ tiếu ha. Vậy hả anh? Mắc bận quá. Trời ơi. Hồi nay đẹp quá, nay thấy khác quá. Trời ơi. Nay hồi sáng không phải em cũng hỏi là ăn hủ tiếu hay là ăn phở. Em nói thôi ăn nay ăn phở đi. Đâu ông xã đâu. Dạ, ông đậu xe vô kia kìa. Dạ. Đó cô chú anh chị đó cũng làm ở trong nhà hàng, mình hay ăn nhà hàng hủ tiếu Nam Giang á. Để Mai đi coi một vòng có cái gì Mai đi mua về. Lá lốt nè cô chú anh chị thấy không? Cây này là cây lê nè. Cây me nè cô chú anh chị. Cây sung, cây vả. Cái này là cây lá giang đúng không cô? Cái này biết phải lá giang không vậy? Nhìn nó lạ lạ hả? Yeah. Lá giang thì nó hơi tròn. Dạ đúng rồi, lá giang nó tròn tròn hơn. Mà con nhìn thấy nó leo leo không biết phải không? Nè cô chú anh chị thấy cái cây lê này đã không? Con muốn mua cây hồng mà không biết đây có không? Đây cây hồng đây nè. Cây hồng Persimmon nè, đúng rồi. Cây hồng nè. Đúng rồi.
nhưng mà không biết làm sao để mang về. Cái này mình để không để được trong xe ha, xe nó nhỏ quá. Dạ, cái hồng có trái nè bà. Nhỏ xíu dễ thương dễ sợ. Đó, cộng đồng người Việt của mình đó, cô chính chị cuối tuần là đi ở trước chợ Việt Nam mình có bán nhiều cây trái như vậy nè, dễ thương lắm. Cái vườn nhà Mai cũng hoàn tất rồi, bây giờ Mai cũng phải đi mua mấy cái cây để trồng mới được. Wow, cái này quá trời. Cây hồng giòn bao nhiêu một cây vậy anh? Cây hoa này, cây lài. Trời, cây cốc nhìn đã không? Cây cốc quá trời trái luôn kìa. Mà cây cốc này là trồng là phải đem vô nhà đúng không cô? Để ngoài là tiêu liền. Trời ơi, trái kìa, mê không? Anh, cái cây hồng giòn bao nhiêu một cây vậy? Cây hồng giòn bao nhiêu một cây anh? 120. Mà xe kia không biết sao trở trở về. Để Mai đi dạo một vòng bên này nữa. Thấy bên này cũng có bán rau nữa nè. Bên này cô này bán, ui, bán rau muống, ớt, xả. Rau thơm. Mồng tơi bán sao vậy cô? 5 đồng, ok. Sorry thì con không muốn hiểu. Dạ, cho con một cái mồng tơi này đi. Ủa, có bán thù đù nữa hả? Coi chứ anh chị coi cái cây thù đù này. Ở đây cũng có thù đù nữa, chịu không nổi luôn nè. Dễ thương không? À. Còn cái này là cái gì? Đâu đây đúng không cô? Dâu tây á. Đâu đây hả? Đâu đây mà có mấy cây gì ăn có được không? Đâu đủ ăn đâu ha. Nhưng mà về trồng rồi ôi, cô bắt đi cái này nhánh cái đó. Vậy hả cô? À, này thì mấy cái này hầu như là Mai có hết rồi, chỉ có mồng tơi là Mai chưa có thôi. À, chắc là mua mồng tơi cho về cho nó leo lên cái vàng, đúng rồi đó. Mồng tơi đã lắm. Dạ. Cô cho con hai cái chậu mồng tơi đi cô. Hai chậu. Dạ. Hai chậu. Hai chậu là chắc dư ăn luôn á ha. Hai chậu ăn không hết luôn á ha. Dạ. Dạ. Wow. Dạ, yeah. Cô mua ớt hả? Ớt đó là như một thùng cơ. 10 đồng. Vậy là cái đó sướng á cô, khỏi phải trồng mà có thùng luôn đúng không? Cái đó là đã đó. Còn cái cần này là cần tàu để xào thịt bò nè. Cần này là cần tây đó. Ủa, hẹ này bao nhiêu vậy cô? Cái này cho 5 đồng á, giống nhau. Giống nhau hả? Giống nhau. Trời ơi, sao cô bán rẻ quá vậy? Cho con cái hẹ hả? Cái hẹ luôn đi. Sao cô bán rẻ vậy? Còn cái này là nhiêu? Cái này cho 5 đồng. 5 đồng luôn hả? Cái này rau muống ớt. Ôi, rau muống nhà con có nhiều lắm, ăn chưa hết nữa đó. Dạ. Thôi vậy, vậy đổi đi cô. Lấy cho con đừng lấy một cái này thôi. Còn cái này đổi qua lấy cái này ha. Lấy một cái nữa. Dạ dạ, là đủ chồng rồi. Cái này. Lấy cái này. Dạ. Là ba cái là 15 đồng đúng không? Mua ủng hộ thôi chứ cái này nhà cũng có rồi, thiệt sự luôn á. Hẹ lại nhà có rồi nhưng mà kệ đi. Cái hẹ này sang năm nó có lên lại không cô? Không chết em ơi. Không chết hả? Sang năm là lên lại. À, với cái này nữa nè cô. Dạ. Trời ơi, thấy không? Cổ chồng bán mỗi cái này 5 đồng, mỗi cái này 5 đồng, bán rẻ dễ sợ không? Cái này cũng 5 đồng hả cô? Mà cái này con cũng có rồi, con hỏi vậy thôi, xin lỗi cô. Dạ. Đó là ba cái 15 đồng của con ha. Dạ. Đó cô chú anh chị, đi chợ Việt Nam là thể nào cũng phải tha một đống rau Việt Nam về. Dạ. Ủa, cái này sang năm là nó chết đúng không cô? Cái này đâu đây á? Cái này dâu tây 7 đồng á. Nhưng mà sang năm nó chết đúng không? Không chết, không chết. Cái này ăn rồi mà. Đâu, ý là con nói qua mùa đông á. Mùa đông nó chết phải không? Thôi, như đi đủ rồi, con hết chỗ trồng rồi. Vườn của con bây giờ cũng đầy hết trơn rồi. Đây có chính chị ơi, ba rau ha. Cảm ơn cô nhiều, chúc cô mua may bán đắt nha. Dạ, cuối tuần nào cổ cũng bán đây nè. Đây có bán lá dứa nữa nè cô chú anh chị. Đó, mọi người thấy không? Mai cũng mua được một đống rau về trồng tiếp rồi nè. I just bought some veggie and then buy the persimmon. What did you buy? Something Vietnamese veggie, you don't know.
chives and do we have chives already? I want to supply just $5 each. Good deal. Yeah, I want to help, you know, support okay. her. Yeah. Yeah, why not? Đó, Mai thì Mai không có mua cái hồng giòn, tại vì cái hồng giòn nó cao quá, nó không có tới của chính chị ha. Alright, honey. Đây, bây giờ Mai sẽ quay trở lại đây để mua cái cây hồng giòn của chính chị. Thì ông xã Mai biết là Mai rất thích cái cây hồng giòn ở đây. What's this one doing? Nên thành ra là they would want to buy the. Đi qua rồi mà ông xã biết Mai thích cây hồng giòn nên thành ra cũng ráng quay trở lại cho Mai mua cây hồng giòn ha cô chú anh chị. Đây là cây hồng giòn nè, mà cái gì trái nó ra quá trời, là năm nay mình Mai nghe nói là hồng giòn mà mình để trái là sang năm nó sẽ không có ra trái nữa, nên thành ra là mọi người nói là năm đầu mình phải cắt đi. Anh ơi, chị à, bớt không vậy, em không có đủ tiền. Anh có ven mò không, anh có lấy ven mò không? Do you take Venmo? I just have 110 here. I don't have enough cash, you know. Vậy lấy 110, okay, $110. Đó, chị này chị bán cho mình 110 đồng cây hồng giòn luôn. Tại vì mình nó không có đủ tiền mà. Hỏi nếu mà có Venmo thì mày trả Venmo. Which one you think is the better? Can you choose from? Hả? Anh lựa cây nào? Chị đây em nó tốt tốt. Em có biết lựa phải không? Dạ. Vậy hả? Anh mà em nghe nói là năm đầu tiên mình phải cắt trái nó đi hay là mình vẫn để vậy? Không biết. Không biết hả? Em không đất rồi. Vậy hả? Đấy, năm ngoái nó cũng có trái đây nè em. À, ủa sao năm ngoái mà giờ nó lên ít dữ vậy? Năm nay nó lên có chút xíu vậy thôi hả? À, năm sau là mình trồng xuống đất thì nó mới đủ. Nó cái nó mới ra được lên được đẹp chứ không? À. À, trồng ở trong thùng nó không đủ đất đủ gì. À vậy hả? Trồng trong thùng không đủ đất. Ok, vậy cho em một cây đó đi. Cái đất đẹp đẹp xuống đi đó. Dạ dạ. Đó, cuối cùng là Mai mua được cây này 101 tại vì không có đủ tiền của chứ anh chị. À, có nhiêu là móc hết trả nhiêu rồi. Hả? Hả? Bữa nay không có và bán ế lắm à. Ở đây bán ế lắm hả? Nhà anh ở đâu lận? Ở New Jersey. New Jersey, ok, quá trời xa luôn. Ủa cái này cái gì vậy anh? Cái này cái táo của Việt Nam mình đúng không? Wow, cái táo này cô chú anh chị. Cái táo này mùa đông có lên không? Ok, Mai sẽ mua cái xe của Mai, cái ghế trước lên. Tại có chỗ để giờ để cái cây này. Thank you so much. À, cuối cùng cũng có được cái hồng giòn nè cả nhà ơi. Mừng quá. À, cảm ơn ảnh rất là nhiều luôn. À, xíu muộn nó la làng quá trời luôn. Tại vì nó đụng vô nó. Put it back to the other side. It's okay now, it's okay. Nó sẽ may là để cái bịch cho đó, cho nó khỏi cái lăng ha. Rồi. Who's got the big brain? Okay. Hả? Uh-huh. Đó, biết vợ là khoái cây hồng giòn lắm nên thành ra cái đi ra đi vô than phiền hoài. Cuối cùng cũng phải mua cho vợ cây hồng giòn thôi. Yeah, vậy là Mai đã có cây hồng giòn rồi, mừng quá. Thank you. Nãy mấy ghẹo nói là tại vì mình cần thêm cây, tại vì mình không có đủ cây ở nhà. Nó nghĩa là mình quá trời cây rồi, mình chỉ cần đem về một đống vậy đó, tha lôi một đống vậy đó. Đó, thôi thì Mai giờ Mai vô chợ nè. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã cùng với Mai đi ăn sáng, đi lấy đồ với lại đi mua cây ngày hôm nay. Đó, hy vọng cả nhà thích video của Mai. Xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau.